Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị cao niên kỹ trưởng trong đạo. Kính thưa quý vị quan khách đại diện cho chính quyền địa phương sở tại. Kính thưa đồng đạo Trần Thị Phương Kiều là giáo lý viên Phật giáo Hòa Hảo, trực thuộc Ban Phổ Điền Giáo lý, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hải. Kính thưa đồng đạo Ngô Nguyên Soái là thành viên trong Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang, phụ trách trợ lý đạo sự địa bàn của huyện An Phú. Kính thưa đồng đạo Võ Quang Khải là trưởng ban tổ chức, trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự xã phường thị trấn trong và ngoài địa phương của huyện An Phú, cũng như quý vị đến từ tỉnh Đồng Tháp. Kính thưa quý vị là thân hào nhân sĩ, quý vị hiện hữu tri thức, kính thưa quý nhà hảo tâm, kính thưa cụ ông, thưa cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Thì hôm nay là ngày 25 tháng 6 niên Kỷ Mão, niên Quý Mão, và hôm nay cũng là ngày 11 tháng 8 năm 2023. Chúng tôi và giáo lý viên Trần Thị Phương Kiều cũng được sự phân công của Ban Phổ Điền Giáo lý, Ban Trị sự Trung ương, hôm nay được trở về đây để gặp gỡ tất cả đồng đạo chúng ta qua các cái phương châm tu học hành đạo cơ bản của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, để rồi chúng ta cần phải làm gì sửa soạn cho mình trong cái ngày cuối cùng trước khi chúng ta bỏ cái xác thân giả tạm này. Thì mỗi đồng đạo chúng ta phải hội đủ duyên lành, hội đủ công đức để rồi chúng ta được gặp thầy, được về nơi cõi Phật. Vậy là nói đầu tiên thì chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính cũng như lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Thì hôm nay thì được cái sự sắp xếp ban tổ chức thì chúng tôi cũng rất là mừng khi chúng ta chia sẻ qua cái đề tài nhân quả. Bởi vì suy cho cùng, tất cả chúng ta giàu ở hạng nào, giàu tu cao hay tu thấp, thì chúng ta đều bị cái sự chi phối một cách, phải nói gọn là hết sức là chi tiết về định lý nhân quả. Cho nên hôm nay nhà tu mà nếu không hiểu được nhân quả, không tin vào nhân quả, thì đời tu chúng ta không thể nào phát triển. Và chẳng những người tu mà người đời cũng vậy. Nếu như người nào mà tin về nhân quả, thấy rõ được cái sự diễn biến đi từ nhân đến quả, thì người ấy rất là tốt đẹp, rất là hiền lành, rất là mẫu mực. Còn phần nhiều những cái người hung sùng, bạo ngược, thì phần đông là họ không tin vào nhân quả, không tin vào thần quyền. Thì Đức Thầy liệt kê đó là những cái hạng gọi là phái vô thần luận, thường cho rằng thân xác tức là con người, thân còn tức người còn, thân mất tức người mất, không có thánh thần trời Phật, không có quả báo luân hồi, cũng chẳng có tội, có phước, có vía, có hồn. Đời là thân xác con người, sống là tranh đấu, mạnh được yếu thua. Thế nên bao nhiêu mánh khóe gian hùng, bao nhiêu ngón điêu ngoa xảo trá đều được đem ra dùng cả thải. Thì theo tôi nghĩ qua cái đoạn văn trên mà Đức Thầy viết trong Chánh Tinh Tấn thì đồng đạo chúng ta nằm lòng rồi. Vì vậy trên thế gian này chỉ trừ những con người không tin vào trời Phật, không tin vào thần quyền, thì đồng nghĩa họ không tin về nhân quả. Và khi họ không tin về nhân quả thì tương lai của họ như thế nào thì chúng ta thấy rất là rõ ràng.
tương lai họ sẽ chuốc họa vào thân. Nếu không bị thân bại danh liệt thì cũng bị vào tù, mà nếu không bị vào tù cũng bị những cái căn bệnh nghiệt ngã trong cuối đời của họ. Mà nếu không bị những cái căn bệnh nghiệt ngã trong cuối đời của họ thì sau khi họ bỏ xác thân này, linh hồn của họ nhất định sẽ đọa vào ba con đường ác. Đấy, thì đấy là một cái quy luật chung mà chúng tôi cũng muốn nói một số ít như vậy để chúng ta có một cái cách nhìn khách quan tổng thể trong cái cuộc sống xã hội loài người chúng ta. Như vậy thì trong cái sự trình bày này ngày hôm nay thì chúng tôi chỉ trình bày ba vấn đề chính. Một là chúng ta định nghĩa khái niệm về nhân quả. Cái thứ hai là chúng ta cũng phải hiểu những cái sự chi phối của nhân và quả như thế nào đối với người tu, đối với người không tu, và đặc biệt là đối với người gần đắc đạo. Điều này chúng ta cần phải hiểu đồng đạo. Bởi vì khi mình hiểu cái sự chi phối của nhân quả như vậy thì lúc bây giờ chúng ta mới vững niềm tin để mình cố gắng làm lành, mình không tạo cái nghiệp dữ. Và cuối cùng thì chúng tôi sẽ trình bày về tam thế nhân quả. Tam thế nhân quả sẽ giải quyết những cái sự gốc khuất tâm hồn chúng ta, những cái sự mà gần như chúng ta ưa sinh nghi, ưa ngờ vực. Bởi vì thật sự trong lòng của mình, tôi cũng vậy, quý vị cũng vậy, thì trong đời tu của mình thật sự có những cái mình rất là ngờ vực, rất là sinh nghi. Cho nên thì cái sự ngờ vực, cái sự sinh nghi đó là dấu hiệu của năm cái món ngu độn gọi là tham sân si mạn nghi, và đó là cái dấu hiệu của cái con đường mà chúng ta phải rơi vào cái chỗ sanh tử luân hồi. Bởi vì mình sinh nghi thì đương nhiên chúng ta sẽ không tinh tiến đi đúng theo chánh pháp. Do đó cho nên thì đấy là những cái điều quan trọng mà theo tôi nghĩ mình là người học Phật, nhất là tín đồ của Đức Thầy, giáo lý Đức Thầy giải rất là rõ. Cho nên thì ít nhất hôm nay khi chúng ta bước vào đạo, được cái sự chia sẻ hàng ngày trong cái tình đạo vị ở các diễn đàn, cũng như quý vị cũng là những cái người đọc kinh, xem sách, những người thường nghe thuyết giảng, dầu rằng có những vị không đến đây được, nhưng mà chúng ta vẫn ở nhà để hàng ngày mở các cái video của giáo lý viên để chúng ta nghe. Cho nên thì thật sự là điều này là mình hết sức là cảm nể. Điều đó là chúng ta thấy rõ là mình đã có được cơ sở vững chãi rồi, đã có được một tri thức đúng, để rồi chúng ta chỉ cần hành theo thôi, đạt được kết quả. Và đồng thời ngày hôm nay trong đề tài nhân quả này, chúng tôi sẽ đặt nặng nhất về hai cái phương diện. Một là phương diện tổ chức, hai là phương diện hành đạo, để cho đồng đạo chúng ta cố gắng có một cái sự nhận hiểu. Bởi vì tại sao tôi đề cập về tổ chức? Bởi vì tổ chức có phát triển thì đồng đạo mới có niềm tin. Mà khi đồng đạo có niềm tin rồi thì ta mới sẵn sàng đóng góp, sẵn sàng cống hiến. Sở dĩ trong đạo chúng ta giờ này đồng đạo mình còn hơi thờ ơ. Tôi dùng cái từ hơi thờ ơ thì từ ngữ này nó chưa chính xác, mà nói cho đúng là đồng đạo chúng ta quá thờ ơ, quá thờ ơ với ban trị sự. Cho nên người ta không chịu đóng góp, người ta cũng không chịu cống hiến. Cho nên mình đặt một vấn đề, tại sao đạo trước chúng ta trên dưới như vậy, 4 năm là triệu người, mà giờ này hệ thống giáo hội chúng ta thì quý vị nhìn đi nhìn lại thì những cái gương mặt rất là quen thuộc. Đồng đạo chúng ta đi rong bên ngoài nhiều lắm, đi rong bên ngoài tiết chiếm tỷ lệ là trên dưới gần 70%. Còn trong hệ thống giáo hội thực hiện theo hiến chương, theo chương trình đạo sự, đi giữa các buổi thuyết giảng, rồi là đi học các lớp đạo, thì vòng vòng thì tôi dòm lại thì nó có khoảng chừng trên 1% thôi. Có nghĩa đồng đạo mình hiện giờ đang thiếu cái sự gọi là đóng góp và cống hiến. Cho nên cái sự thiếu sự đóng góp và cống hiến này thì đó là về cái phương tiện, về cái phương diện là tổ chức chúng ta chưa có được hoàn chỉnh. Thì đây cũng là tinh thần nhân quả mà chúng tôi sẽ khai thác vấn đề này, để rồi mỗi đồng đạo chúng ta, bởi vì ngồi đây cũng có rất là nhiều quý vị đại diện các ban trị sự, trong đạo chúng ta cái điều mà hụt hẫng yếu ớt nhất thì đó là cái sự chia rẽ nội bộ đạo. Mà nếu căn cứ theo kinh điển của Đức Phật và những cái lời dạy của Đức Thầy thì hôm nay chia rẽ nội bộ đạo thì người đó phạm vào một trong năm cái tội lớn nhất, đó là một trong năm cái tội đó là tội ngũ nghịch. Mà đồng đạo biết cái hệ quả của tội ngũ nghịch như thế nào rồi. Dầu rằng mình có sám hối,
mình có ăn chay, mình có cúng lại, có làm từ thiện, nhưng mà một khi nó rơi vào cái tội ngũ nghịch thì cái con đường địa ngục đang mở cửa rộng để đón rước chúng ta đó. Vì vậy đó thầy mới dạy là Lam Kiều hữu lộ quán que, ngục môn không cửa mà hè nhau đi. Đức Phật cũng dạy rất rõ rồi, Lam Kiều hữu lộ vô nhân đáo, địa ngục vô môn hữu khách tậm. Đức thầy dùng địa ngục mà cũng hè nhau đi, làm đạo biết rằng rất là nhiều người, trong đó có người tu, trong đó có người không tu, nhưng mà tương lai kết quả của những cá nhân này sẽ rơi vào một cái con đường thấp nhất, đó là địa ngục đạo. Cho nên cái này chúng ta phải bàn đi bàn lại cho nó thấu đạt cái chân lý. Chứ giờ này thật sự mà nói, nếu mà giả sử như tôi đi, mà tôi bị đọa địa ngục rồi, quý vị cũng không an tâm mà ở cõi Phật đâu, quý vị cũng mất công quay lại cứu tôi. Hoặc giả Đức Thầy chúng ta cũng vậy, đã Đức Thầy đã thệ nguyện rồi, nếu chừng nào khai thông đại đạo, đuốc từ bi rọi khắp cả nhân gian, bể trầm luân khô cạn sáu đàn, tăng sĩ mới trở về thanh tịnh. Mà nếu giờ này chúng ta còn ở chốn mê tâm thì Đức Thầy không thể nào an vui nơi cực lạc được. Nếu thế gian còn chốn mê tâm thì ta chẳng an vui cực lạc. Cho nên cái yếu tố trong đạo chúng ta nó phải có một cái sự liên thông với nhau. Cái khổ của người này cũng như cái khổ người kia, cái người này vấp ngã, cái người này bị chìm đắm, thì người kia có trách nhiệm phải cứu vớt người này lên. Giống như ca dao Việt Nam chúng ta thường dạy, tức là chị ngã thì em nâng. Hoặc giả dạ, điều răn cấm thứ 8 lòng đạo nó nằm lòng rồi. Cho nên đây là cái nét đặc thù của người tín đồ Phật giáo hoàn hảo, mà mong rằng tất cả đồng đạo chúng ta phải triệt để thực thi cho được qua cái ý đầu tiên trong điều răn cấm thứ 8. Nếu như giờ này anh em đồng đạo chúng ta bất hòa bất hảo với nhau thì đó là cái điều chúng ta phạm với luật rồi. Mà một khi phạm với luật rồi thì coi như chúng ta không phải là tín đồ, mà đã là không phải tín đồ rồi coi như thầy không cứu. Mà nếu thầy không cứu rồi thì ngày cuối cùng chúng ta lúc bây giờ sẽ đi con đường khác, chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Đó là điều đương nhiên. Tất cả đồng đạo chúng ta, nếu nói về tri thức đó, về nhận thức, thì đồng đạo nằm lòng những cái mà tôi đã nói rồi, thì đó là những vấn đề mà thấy tôi nghĩ rằng chúng ta cũng phải cần hiểu, hiểu để ứng xử, hiểu để thực hành. Người nào làm chưa được thì cố gắng làm cho được, bởi hàng ngày chúng ta có nguyện vái là mình phải ăn năn làm lành, làm dữ nè mà. Còn người nào đang làm rồi thì chúng ta phải cố gắng. Bởi vì đồng đạo thấy rõ, tôi có đọc qua một cái quyển sách, tức là của Ngài Huyền Giác đó, thì gần như Ngài Huyền Giác có nói rất rõ đó, có năm cái cách nhìn, có năm cái cách nhìn. Nếu nói cái cách nhìn mà về nhục nhãn đó thì cách nhìn này nó tầm thường vậy lắm. Rồi cách nhìn thiên nhãn, cách nhìn này thì trong chứng đạo ca Ngài Huyền Giác cho biết đây cũng là bình thường thôi. Cái mà chúng ta bàn ít nhất thì quý vị phải có một cách nhìn là pháp nhãn. Pháp nhãn là khi mà chúng ta học Phật Pháp thì mình có một cái chánh kiến phụ vào ấy rồi. Thì khi một người có một cách nhìn bằng pháp nhãn thì vị này nhất định sẽ chứng đạo. Khi chúng ta thông qua cái lộ trình tu hành của mình, nhất là chúng ta hiểu được nhân quả. Rồi cao hơn pháp nhãn là gì? Đó là tệ nhãn. Nếu một người mà nhìn ánh mắt bằng tệ nhãn đó, thì tệ nhãn là coi như chúng ta chứng Bồ Tát rồi. Coi như là mình trong cái cuộc sống hàng ngày, mình luôn lấy cái huệ mạng làm cái điều căn bản. Mà đồng đạo hiểu rõ Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Cho nên hôm nay người tu chúng ta, theo tôi nghĩ ít nhất những cái vấn đề tục nhãn, thiên nhãn, thì vấn đề này là vấn đề theo tôi nghĩ là đối với quý vị là chúng ta thấy là giờ này mình cái hiểu của mình là đây là tầm thường rồi. Cái mà chúng ta hướng đến, mình phải có một cách nhìn, cách nhìn tổng thể, cách nhìn pháp nhãn. Mà muốn có cách nhìn pháp nhãn thì phải nghe Phật Pháp, phải tư duy, phải học tập thì mới có được pháp nhãn. Rồi đồng thời muốn có được huệ nhãn thì phải hành đạo, phải giữ giới, phải niệm Phật, phải làm lành, phải hành bát chánh đạo mới có được pháp nhãn, mới có được huệ nhãn. Rồi đồng thời cái nhãn cao nhất nữa là Phật nhãn. Cái con đường sau cùng là Phật nhãn. Mà nếu nói Phật nhãn thì chỉ có thầy chúng ta thôi, chỉ có bậc giác ngộ hoàn toàn như Đức Thầy dạy là cặp mắt thánh dòm xem tứ hải, thương hồng trần mượn sát thái sanh. Cho nên Đức Thầy chúng ta Ngài đã có Phật nhãn. Kính thưa quý vị, Ngài có Phật nhãn, Ngài nhìn thấu mọi vấn đề ở trong cõi thế gian này, chứ không chỉ riêng ở trong nội tâm chúng ta.
Vì vậy nên Ngài mới ra đời mở đạo trong thời kỳ này. Ngài căn dặn chúng ta rằng luôn luôn nhớ câu nhân quả của Phật dạy: nếu nhân toàn thiện thì quả cũng thể do đó mà được toàn thiện vậy. Thì với cái niệm này chúng ta không lạ rồi. Cho nên yếu tố đầu tiên thì chúng tôi muốn trình bày về định nghĩa nhân quả. Nếu nói về từ ngữ, đây là một thuật ngữ của đạo Phật. Và đặc biệt nhân quả còn gọi là một quy luật, một quy luật khách quan trong cái vũ trụ mà chúng ta đang ở. Như vậy thì nhân quả nó cũng giống như sinh lão bệnh tử, cũng là một quy luật. Tức là sinh ra phải có già, già phải bệnh, bệnh phải chết. Đâu ai làm khác được đồng đạo. Đánh là quy luật. Ở trên thế gian này khi mà chúng ta dùng cái từ quy luật rồi thì xin thưa đồng đạo, nó theo một cái hệ thống đã định hình sẵn. Hay hoặc là sinh trụ dị diệt, thành trụ hoại không. Trên đời này cái gì có thì cái đó nó sẽ hư hoại để đi vào một trạng thái hư không. Luôn cả cái thiên hà đại địa, cái quả địa cầu lớn như thế này. Lớn là cách nhìn của tôi và quý vị. Còn cách nhìn của Đức Phật thì quả địa cầu chúng ta nhỏ bé thôi. Cái gì có hình tướng là cái đó phải có tiêu diệt thôi. Đây là cái điều đương nhiên. Dầu cái địa quả địa cầu này như vậy nhưng mà nó cũng không tồn tại. Nó sẽ đi theo một quy luật của nó, tức là nó sẽ bị hoại diệt. Mà Đức Thầy dạy là trên dương thế hữu hình tắc hoại, có sanh ra khổ hải đâu chưa. Và đồng thời nhân quả ở đây thì đây là một cái điều kiện, cũng là một quy luật không thể nào thay đổi được. Cho nên dầu Phật hay hoặc là Thượng Đế có một quyền linh gì khác, nhưng mà xin thưa đồng đạo, không thể nào thay đổi được nhân quả. Và luật nhân quả này theo tôi nghĩ, khi quả địa cầu này có một cái sự tác động của loài người, của chúng sinh, của các loài cây cỏ và mọi loài xung quanh chúng ta, thì lúc ấy nhất định sẽ có luật nhân quả phụ vào đó. Nói cách dễ hiểu, khi quả địa cầu này hình thành là lúc ấy đã có nhân quả. Nhưng mà vì những lúc đời thời gian đầu, vào thổ tị, vào cái thời gian mà sơ cơ đó, gọi là thủy tổ loài người đó, thì gần như người ta không biết đặt tên đó là gì. Vẫn ta vẫn tin rằng có cái lực đó, nhưng mà không biết đặt tên luật nhân quả. Cho nên cho mãi đến thời Đức Thích Ca Mâu Ni thì Đức Phật thành đạo. Đức Phật mới tìm ra nhiều cái con đường, đưa ra nhiều cái khái niệm theo cái quy luật. Và lúc ấy Đức Phật mới đặt tên đó là luật nhân quả. Vì vậy khách quan nhiều khi người ta không hiểu, tức là luật nhân quả có từ thời Đức Phật thì chính thưa là không đúng. Luật nhân quả có từ khi cái quả địa cầu này thành hình. Cũng như ngày xưa đâu ai biết sinh lão bệnh tử đâu. Cái này là cái chuyện thực tế, ai cũng sinh, cũng lão, cũng bệnh, cũng chết, đâu ai biết đâu. Mình vẫn sống điềm nhiên trong cái sự sống. Mình nói gọn là chúng ta sống trong thụ động đó. Sống như vậy để cho mọi thứ nó chi phối, mình không có chủ động được. Và rất ra mắn Đức Từ Phụng Đức Ca ra đời mở đạo thì Ngài mới cho thế gian biết rằng đó, chúng ta có thân thì có già, có bệnh và cuối cùng có chết. Thì đồng thời Đức Phật cũng giải được luật nhân quả. Cho nên tôi cũng xem kinh nhiều lắm đồng đạo. Thì thật sự năm thời kinh mà Đức Phật thuyết pháp: Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật, A Hàm Nhị Thập Phương Đẳng Bát, Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàm, Pháp Hoa Niết Bàn Cộng Bát Niên. Trong năm thời kinh này có cao nè, có thấp, có thế gian, có xuất thế gian. Có lúc Đức Phật dùng quyền pháp, dùng tiệm pháp, dùng đốn pháp, dùng thiệt pháp. Nhưng mà trong năm thời kinh này, thời kinh nào Đức Phật cũng đề cập đến, đó là luật nhân quả. Vì vậy cho nên đây là một quy luật. Cho nên ở hạng nào, luôn cả Bồ Tát cũng vậy. Đức Phật xác định rất rõ rồi, Bồ Tát vẫn rơi vào nhân quả, gọi là Bồ Tát bất mụ nhân quả. Bồ Tát vẫn vướng vào nhân quả. Luôn cả Đức Phật cũng bị cái định lý của nhân quả chi phối. Nhưng mà sự chi phối này thì nó khác với đời thường, bởi vì Đức Phật sống trong cái thế chủ động. Còn trong khi đó chúng ta đang sống trong một cái thế gọi là bị động. Cho nên cái sự chi phối này nó có khác hơn. Thì đó là chúng tôi nói một cái nguồn gốc để chúng ta có một cách nhìn thấu đáo khi nói về nhân quả. Và đồng thời khi mà tìm hiểu cái thuật ngữ này thì nhân quả đây chúng ta sẽ có hai cái cách hiểu. Một, nhân quả tức là gieo giống chi hưởng quả đấy. Chữ nhân là giống, mà chữ quả là bông trái.
Vì vậy trong kinh Đức Phật mới dạy là chủng hoa quần đắc hoa, chủng đạo quần đắc đạo. Chúng ta trồng đậu thì hưởng đậu, chúng ta trồng ớt, gieo quả ớt thì chúng ta hưởng trái ớt. Mình gieo hạt cam thì được quả cam, gieo hạt bưởi thì hưởng được cái trái bưởi thôi trong một cái thời gian. Nhưng mà chúng ta nhớ, trong cái quá trình gieo, từ lúc mà gieo hạt đến thu hoạch thì nó còn nhiều cái tác nhân bên ngoài, đó gọi là duyên. Nó gồm có phân nè, có nước nè, rồi nó gồm có cái công sức, phải nó gọi là chăn mu con người chúng ta mới thành cái hoa trái. Vì vậy nên cái thời gian mà từ khi mà xuống giống đến cái thời gian mà hưởng cái trái đó thì có ngắn có dài, hoàn toàn do nhân duyên. Ngày xưa thì đồng đạo nhớ không, khi mà quá trình mà chúng ta gieo giống thì cái quá trình đi từ nhân đến quả nó rất là lâu. Tôi nói nôm na hồi xưa mà trồng một cây dừa thôi, rồi trồng một cái ổi đi, quý cô quý chú biết rằng là chúng ta phải trải thời gian là 5 năm 3 năm mới có ăn, đúng không? Còn giờ này chúng ta trồng cái ổi xuống, trong vòng năm trước năm sau là có trái. Ngày xưa mà trồng cái trái cây xoài xuống, gieo cái hạt xoài xuống, ít nhất cũng 5-7 năm cây xoài nó to đấy, thật là to đấy nó mới có trái. Cây dừa cũng vậy, nó phải cao lên mới có trái. Còn giờ này mà chỉ cần chúng ta mua cái giống xoài mà xoài ghét về chúng ta trồng thì xin thưa đồng đạo, trong vòng phải nói rõ là 1 năm 2 năm đó là chúng ta sẽ có được thu hoạch trái bông của nó rồi. Thì từ đó chúng ta mới suy được rằng vào cái thời chánh pháp, vào cái thời tượng pháp thì quá trình đi từ nhân đến quả nó lâu. Nhưng mà cái thời hạ nguyên mạt pháp này thì đi từ nhân đến quả rất là nhanh. Dụng sự đạt lý để chúng ta nhận định điều đó. Thì giờ này Đức Thầy cũng khẳng định chúng ta rằng là trồng bông kiển giống chi hưởng nấy. Đây là cái quá trình từ lúc gieo giống. Cho nên trong cuộc đời tôi của mình là tôi và quý vị đang gieo giống đó. Mỗi thời cúng lại của chúng ta, mỗi buổi ăn chay của chúng ta, mỗi buổi làm từ thiện của chúng ta, mỗi cái lời nói lành của chúng ta là chúng ta đang gieo giống. Mà giống này không phải là giống bình thường. Giống này chúng ta được Đức Thầy cho, Đức Thầy cho, nhờ Đức Thầy cho chúng ta, rồi chúng ta mới mượn giống Đức Thầy, mượn giống Đức Thầy cho, rồi chúng ta mới gieo. Gieo vào đâu? Gieo vào trong ruộng tâm của mình, để chúng ta chờ cái ngày đơm hoa kết trái. Như Đức Thầy dạy là chí toan gieo giống Bồ Đề, cuối cùng là phải kiếm người lương thiện dắt về Tây Phương. Hay hoặc Đức Thầy dạy rất rõ, mặt tình ai dèm pha tai tiếng, sửa tâm lành như miếng hoa thơm, đến chừng hoa nở nhị đôm thì là trần thế mới hòm bé quá. Vì vậy nên tất cả người tín đồ Phật giáo và hậu chúng ta, thì giờ này quý vị chúng ta đã nhận được hạt giống Đức Thầy rồi, chúng ta đã gieo vào trong cái tâm địa của mình, cho nên nhất định chúng ta phải chăn hu, chúng ta phải tưới nước, chúng ta phải bón phân, chúng ta phải là phòng ngừa sâu bệnh. Cho nên hôm nay nhận hạt giống này quy rồi mà đồng đạo không tưới nước, đồng đạo không trừ sâu bệnh, đồng đạo không bón phân, thì đồng đạo hãy nhìn một cái xoài, một cái cam trồng trước cửa nhà, chúng ta không tưới nước, chúng ta không bón phân, không sử dụng sâu bệnh, xịt sâu bệnh, thì bao giờ chúng ta mới có trái quý vị? Cho nên điều này là điều căn bản nhất trong cuộc sống. Mà khi chúng ta liên tưởng mọi sự kiện xung quanh thì chúng ta sẽ có một cái lời giải thích ở cái chỗ này. Thì đó là khái niệm đầu tiên, từ nhân đến quả đó. Rồi khái niệm thứ hai nữa, nhân ở đây nó đủ là nguyên nhân, mà quả đó là kết quả. Vì vậy cho nên trên đời này bất cứ những cái kết quả nào cũng đều có cái nguyên nhân của nó. Nguyên nhân ở năm rồi mình không lo làm ăn, mình đi chơi, mình tin theo thời cuộc thiên cơ, không làm ăn gì cả, thì kết quả năm nay là mình nghèo, mình khổ. Đó là nhân quả đồng đạo. Nguyên nhân hầu năm rồi đó, phải nói gọn là mình đau ốm bệnh hoạn nhiều quá, cho nên mình khánh kiệt tài sản thì mình trở nên nghèo. Vì vậy cho nên ở trên thế gian này cái gì cũng có nguyên nhân. Mà quý vị khi nghe một cái câu mà một bài học ngàn vàng, phàm làm việc gì phải đều nghĩ đến kết quả của nó, đây là cái điều xác thực trong cuộc sống. Bởi vì nói, nếu nói về cái phương diện về từ ngữ, trong cái phương diện giao tiếp của người ở mọi lĩnh vực, về học tập, về lao động, về sản xuất, thì nguyên nhân và kết quả
luôn được đi kèm với nhau trong cuộc sống. Nếu chúng ta nói về tính Phật học thì mình giải nghĩa từ nhân quả là hạt giống và trái bông thì nghe không rất hợp lý. Còn nếu chúng ta nói về tính khoa học đó mà mình giải nghĩa từ nhân quả là nguyên nhân và kết quả thì đây là một điều hết sức hợp lý. Hai cái này là hai phương diện khác nhau. Cho nên ở đây ví dụ mình muốn mình gặp những cái người mà là những người kỹ sư chẳng hạn, những tiến sĩ chẳng hạn, rồi những thạc sĩ chẳng hạn, những người đó làm ăn chẳng hạn, người ta đâu biết đạo Phật đâu. Nhưng mà khi mình nói cái nguyên nhân và kết quả thì người ta sẽ hiểu liền, bởi vì đó là những cái điều thực tế trong cuộc sống. Cho nên hồi hiện giờ đồng đạo phải hình dung cho được chúng ta làm cái gì trong cuộc sống này thì đó là nguyên nhân, để rồi kết quả chúng ta sẽ thu gặt được những gì mà chúng ta đã làm ở những ngày trước, ở những năm trước, ở những đời trước, để rồi giờ này chúng ta phải vướng đau khổ hay hoặc là chúng ta hạnh phúc. Thì đây là những cái điều mà khi mà chúng ta tìm hiểu ra, mình nhìn nhận một chút thì chúng ta sẽ cảm nhận được điều đó qua cái tinh thần nhân quả. Thì đó là chúng tôi cũng xin khái nét về một số khái niệm nhân quả. Như vậy thì cái sự chi phối từ nhân với quả nó như thế nào, đây cũng là chúng ta cũng phải cần phải hiểu. Bởi vì khi mình hiểu cái sự chi phối từ nhân đến quả thì lúc bây giờ mình mới có một cái cảm nhận. Nếu mình không hiểu thì mình cứ nghĩ là hôm nay mình gieo một hạt, mai kia mình gặp một hạt. Hôm nay tôi giết một người thì ngày mai là tôi trả một mạng người. Hôm nay tôi xin người ta ăn cắp một trái cam, ngày mai tôi mất một trái cam. Thì không phải như vậy. Không phải như vậy, cái sự nhân quả chi phối nó khác. Dầu rằng nó không có một cái nó không có thể thay đổi được những cái yếu tố mà chúng ta vừa nói, nhưng mà sự chi phối này thì nó còn do nhiều yếu tố khác có một sự tác động. Vậy thì nếu nói về cái phương diện đời thường thì sự chi phối mà đi từ nhân đến quả thì có thể chúng ta dùng cái từ là bất di bất dịch, không có thay đổi. Mình gieo cái nhân gì thì chúng ta hưởng qua đó thôi. Đây là điều trong thực tế. Cho nên chính vì nhận định điều này mà người đời người ta, những người mà ta có được tinh thần gọi là thần Phật đó, người ta tin nhân quả đó thì người ta không dám làm ác. Bởi vì khi gieo cái gì thì hưởng cái đó. Đây là điều đương nhiên cuộc sống. Đó là chúng ta hiểu cái định lý này theo cái định lý đời thường. Còn nếu đi sâu về cái phương diện học Phật, về cái định lý tu hành thì lại khác. Cái sự chi phối là khác đồng đạo. Khác là khác thế nào? Bởi vì khi một người có tu hành thì lúc bây giờ chúng ta sẽ được cái sự hỗ trợ. Hỗ trợ của ai? Hỗ trợ của công đức. Bởi vì khi mình tu mình hành là được có công đức rồi. Rồi đồng thời chúng ta còn được sự hỗ trợ can thiệp của Phật, của Thầy, của Tam Bảo. Cho nên cái quá trình đi từ nhân đến quả thì xin thưa đồng đạo nó khác. Nó có khác. Và cái khác này xã hội tạm dùng một cái từ ngữ mà đồng đạo chúng ta thấy rất là quen thuộc qua một khái niệm, đó gọi là tu là chuyển nghiệp. Vậy thì đây là một khái niệm mà cũng là cái điều lợi đối với người tu chúng ta. Khi đồng đạo chúng ta có quy Tam Bảo, có tu hành thì lúc bây giờ thật sự tu là chuyển nghiệp. Dầu rằng nghiệp chúng ta có giữ cái nào nhưng mà giờ này mình có tu hành thì theo tôi nghĩ rằng nó sẽ giảm đồng đạo. Nhưng mà điều kiện đặt ra muốn hưởng được cái kết quả, hiểu hưởng được cái điều lợi này thì cái người tu, cái người này phải có hai cái thời cúng. Đây là điều căn bản để chúng ta là chuyển nghiệp. Bởi vì khi có thời cúng, trong thời cúng chúng ta cái điều quan trọng nhất về sự quy y thì mình không bàn. Sự quy là chúng ta cúng lại ngày hai thời, có ngôi Tam Bảo, có các ngôi thờ. Nhưng mà đi sâu vào lý quy y thì cái sự quy này, cái quan trọng nhất là đây còn gọi là cái pháp, gọi là pháp sám hối. Và cái điều lợi của pháp sám hối là gì? Theo tinh thần nhà Phật, một người giàu tội nhiều đến đâu nhưng mà nếu người này mà thành tâm sám hối đó thì lúc bây giờ tội chúng ta sẽ được thuyên giảm, tội chúng ta sẽ được nhẹ nhàng. Cho nên hôm nay nhất là người học Phật mà nếu hiểu khái niệm này trong định lý nhân quả và đồng đạo chúng ta bỏ cúng thì uổng lắm quý vị. Bỏ cúng là chúng ta mất đi một cái phần sinh tội. Cho nên cái thời cúng hàng ngày là đem cái điều lợi cho ta dữ lắm. Dầu rằng những cái bài nguyện mình thấy bình thường theo cách hiểu thông thường của mình, nhưng mà Đức Thầy dạy là nguyện tiếng trung lành thông khắp cõi, thiết di địa ngục cũng nghe rành.
Mình thấy bình thường, nhưng mà thực chất là khi mà chúng ta nguyện mà đi sâu vào tâm đó, thì các vị Phật nghe rất là rõ ràng, rất là lớn với cái sự thành tâm của mình. Cho nên hôm nay dầu tội tôi và quý vị có nhiều cái nào đi chăng nữa, mà chỉ cần chúng ta có cúng lại, chúng ta có sám hối, thì coi như là tội nghiệp chúng ta nó sẽ được vơi bớt, và cũng có trường hợp là chúng ta sẽ được tiêu trừ. Thì đây là vấn đề mà mình thấy rất là thực tế trong đạo. Tôi nói ví dụ như ngày xưa, bây giờ mình lúc chưa tu đi, mình là đứa con bất hiếu ông bà cha mẹ, thì rõ ràng đây là cái nghiệp ác, nghiệp dữ mà. Bị xã hội người ta quán trách, người ta nguyền rủa, người ta xa lánh. Nhưng mà hôm nay khi mình tu rồi, lúc bây giờ mình không còn bất hiếu ông bà cha mẹ nữa, mà chúng ta lo cho cha mẹ mình, hàng đêm cầu nguyện, cầu cho cha mẹ mình sống lâu với mình, rồi chúng ta làm lành, thì lúc bây giờ phải chuyển nghiệp không? Phải không? Lúc mình chưa tu người ta ghét mình, mà giờ này người ta thương mình rồi, bởi vì mình là người biết điều biết chuyện rồi, thì lúc bây giờ phải nói là mình thấy rất là rõ ràng trong cuộc sống. Rồi tôi nói ví dụ hồi đó mình không biết làm từ thiện, nhưng mà giờ này mình biết thương người, biết làm từ thiện rồi, thì lúc bây giờ mọi người sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác. Ngày xưa người ta, phải nói gọn là người ta quỷ bán, người ta ghét mình. Tôi nói nôm na hồi đó mình đã không tu lắm, thì sáng sai chiều xỉn, rồi rượu trà cờ bạc tứ đổ tượng, thì đó là thời gian mình không tu. Thì đương nhiên cái qua trái đạt là lúc bây giờ là quả cay quả đắng. Còn ngay giờ này mình tu rồi, mình làm hiền làm lành, đâu có phạm với luật, thì rõ ràng đây là cái sự chuyển nghiệp trong đạo, trong cuộc sống. Cho nên chỉ cần giờ này thân của chúng ta thôi, hồi đó chưa tu chúng ta phạm vào sát sanh đạo tặc tà dâm, thì điều này là cái cơ sở của nghiệp. Thân chúng ta là cơ sở để tạo nghiệp. Cái thân chúng ta là một cái bộ máy, một cỗ máy để sản xuất ra nghiệp đồng đạo. Rồi nó cũng là một cỗ máy để sản xuất ra công đức nha. Cho nên công đức hay nghiệp cũng do thân chúng ta mà ra. Chúng ta đừng tìm ở đâu. Mỗi đồng đạo chúng ta nên tìm cái thân mình, quay lại với mình. Bởi vì thân con người là một cỗ máy để sản xuất ra hai cái loại. Một là nghiệp, hai là công đức. Vì vậy cho nên khi mình chưa tu, thân mình còn sát sanh đạo tặc, thì rõ ràng đây là nghiệp, nghiệp dữ đó. Mình nhìn cái mình biết liền đồng đạo. Nhưng mà ngày giờ này tôi tu rồi, tôi không còn sát sanh, tôi không còn đạo tặc, tôi không còn tà dâm, thì phải là chuyển nghiệp không? Thực tế mà, đây là điều thực tế nhất trong cuộc sống, chúng ta sẽ chuyển nghiệp. Lúc này chúng ta phóng sanh, lúc này chúng ta làm việc nghĩa giúp đời, lúc này chúng ta sống hết sức là lễ độ, thì rõ ràng đây là cái điều kiện chuyển nghiệp nào trong lời Đức Thầy dạy. Rồi hơn thế nữa, khi mình chưa tu, mình muốn nói gì nói cứ nói thoải mái, nói thỏa mãn, ai buồn ai giận kệ, người ta nói cho thả giận ở trong cái bụng cơ thể của mình, rồi với cái bản ngã, với cái quyền lợi cá nhân muốn nói gì nói, thì rõ ràng lời nói chúng ta là cũng là một cái cơ sở để chúng ta tạo nghiệp. Nhưng mà ngay giờ này mình học là Đức Thầy rồi, mình tu rồi, thì Đức Thầy dạy là nói năng điều chánh thì ăn cái gì, hoặc là lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch khi thốt ra đồng chánh hiện từ, thì rõ ràng chúng ta thấy là chuyển nghiệp. Hồi đó mình có một nhóm bạn mở miệng ra là chửi thời, nói dốc, nói láo, ỷ thị, rồi cống cao ngã mạn, thì bạn mà đâu có ưa mình đâu, đâu giúp đỡ mình đâu. Nhưng mà giờ này mình tu rồi, mình nói lời thánh thiện không ạ, thì lúc bây giờ bạn mình sẽ rất là thương mình. Mình có rơi vào hoàn cảnh khổ thì họ giúp đỡ mình, thì rõ ràng đây là chuyển nghiệp đồng đạo, đâu có gì lạ. Rồi cả luôn trong nguồn tư tưởng chúng ta cũng vậy, khi mình chưa tu mình suy nghĩ đủ thứ hết, trong đó thì quý vị thấy nội mà cái sân thôi, tham lam sân nộ mới suy tu cho đến tánh sân chúng ta thôi. Mà đồng đạo thấy rõ, khi mình chưa tu rồi thì khi mà nổi sân lên rồi đó, thì phải là cơ sở để chúng ta sản xuất ra nghiệp không. Nhưng mà giờ này mình tu rồi, mình dằn lại, dầu nóng cái nào nóng trong bụng thôi, chứ tuyệt đó là dằn lại, mượn câu luật tự để chúng ta niệm dằn lại, thì tôi tin chắc rằng đó là một cái giai đoạn để giúp cho chúng ta chuyển hóa cái nghiệp. Hầu đó chưa tu mà nóng lên rồi là giận vợ, chửi con, đập đồ, đập đạc, chửi sớm, chửi riền, rồi luôn cả là có lúc giận rồi phải đốt nhà, đó chẳng phải là đơn giản. Nhưng mà giờ này tu đâu có làm điều này đúng không? Thì đây là những điều thực tế trong vấn đề gọi là tu là chuyển nghiệp đó. Cho nên hôm nay chúng tôi nói những cái điều đơn giản thôi. Và đồng thời ngoài cái việc chuyển nghiệp qua ra không, thì theo lời Đức Thầy dạy, hôm nay chúng ta tu hành sẽ tiêu trừ cái nghiệp chướng đồng đạo. Đây là cái điều mà chúng ta thấy cái điều lợi hơn nữa.
ngoài chuyển nghiệp bình bằng nãy giờ, hôm nay đọc ráng tu đi theo lời Đức Thầy dạy ở hai chỗ, để rồi tất cả đồng đạo sẽ tiêu trừ nghiệp chướng đó. Nếu nói về nghiệp chướng thì gần như là ai cũng vướng mà. Đức Thầy dạy là trong khi các trò còn ở trong biển mê sông khổ, thường bị những chướng nghiệp nhiều đời mà làm cho linh hồn chìm đắm trong ba cõi sáu đường, xuống xuống lên lên luân hồi chịu kiếp. Tất cả chúng ta đều có nghiệp chướng, bởi vì cái đó là cái làm chúng ta khổ đó. Nhưng mà giờ này đồng đạo phải đặt trọn niềm tin về tinh thần nhân quả, tu ngoài chuyển nghiệp ra, tu tiêu trừ nghiệp. Muốn tiêu trừ nghiệp thì đồng đạo phải hội tụ đủ một trong hai yếu tố. Một là Đức Thầy dạy là kiếm huệ phi tiêu đoàn chướng nghiệp. Vì vậy cho nên hôm nay tu là tiêu nghiệp, nhưng mà hành giả muốn tiêu nghiệp, ít nhất hành giả phải có được gọi là tuệ nhãn. Như tôi nói hồi nãy, có nghĩa là chúng ta phải có trí tuệ. Mà giờ này muốn có được trí tuệ thì đồng đạo chúng ta phải giữ giới. Bởi giữ giới mới sanh định, sanh định là trí tuệ phát khai. Chỉ cần đồng đạo chúng ta thực hiện đúng theo 8 điều răn cấm, gồm cả 1000 giới mà Đức Thầy dạy trong bài lời khuyên bổn đạo, thì trong đời tu chúng ta giàu nghiệp mình nặng đến đâu, đồng đạo thấy ương hoạt ma không? Phải nói gọn là giết người, tu theo tà sư ngoại đạo, tìm kiếm người giết người để chặt cái lông tay đeo vào cổ. Ông thầy ông dạy là chặt đúng 100 lông tay đeo vào cổ, như vậy là đắc đạo. Cho nên lúc bây giờ là khao khát giết người để được đắc đạo, và lúc giờ được 99 ngón rồi, còn thiếu một ngón nữa, về nhà là tính giết mẹ của mình cho đủ một ngón thứ 100. Nhưng mà mai lúc giờ Đức Phật, phải nói gọn là thấy như vậy Đức Phật mới là ra tay cứu độ. Thì khi cứu độ xong thì lúc bây giờ ương hoạt ma, tức là chàng vô não đó, tên của ông là ương hoạt ma, nhưng mà vì một cái người khát máu không có suy nghĩ, cho nên mới đặt cái biệt danh là chàng vô não, là không có, gần như không có lương tri, không có sự suy nghĩ, chỉ biết giết người thôi. Và đồng thời cái tội ác cao như vậy, nhiều như vậy, nhưng mà nhờ tu giữ giới, thiền định, tinh nghiêm, đạt được trí huệ, và cuối cùng đắc được quả vị A-la-hán. Cho nên lúc bây giờ thì không có còn cái nghiệp nữa, hết nghiệp, chứng đạo rồi. Thì đây là thực tế đồng đạo. Vì vậy cho nên giờ này muốn tiêu nghiệp rất là dễ, chỉ cần đồng đạo chúng ta sống trong giới luật, đó là chúng ta tiêu nghiệp. Mà nếu chúng ta tu mà còn phạm giới luật thì chúng ta có cúng lại, có ăn chay là có phước đúng không, có công đức, tức là có điều lành. Nhưng mà chúng ta có phạm giới luật thì chúng ta vẫn phạm nghiệp. Cho nên hảo nào nhà tu chúng ta, nhiều khi chúng ta cũng còn vướng nghiệp là ở chỗ này. Có nghĩa là mình vừa có công đức, rồi đồng thời chúng ta cũng vừa tạo nghiệp. Thì có công thì hưởng, có là có công thì hưởng, có tội thì bị phạt. Đây là cái điều điều kiện đương nhiên trong cuộc sống, nếu nói về tinh thần nhân quả. Cho nên nếu như đồng đạo chúng ta khắc kỷ được mình không có phạm vào giới luật, thì coi như là chúng ta từ từ mình tu, mình trả cái nghiệp cũ, không cái gieo cái nghiệp mới, thì tôi tin tưởng rằng tương lai chúng ta không có còn nghiệp đồng đạo, trong một kiếp này thôi. Rồi đến cái phương pháp hành đạo thứ hai để tiêu trừ chướng nghiệp, thì đồng đạo nằm lòng rồi. Đức Thầy dạy là niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thuyền từ thầy nước rãi non bọc. Vậy thì hôm nay nếu chúng ta có niệm Phật, có làm lành, thì đây là một cái cơ sở để chúng ta tiêu trừ những cái chướng nghiệp mà mình đã gây tạo ở nhiều đời nhiều kiếp về trước. Đức Thầy đảm bảo chúng ta rằng là niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp mà. Cho nên hôm nay mình cố gắng niệm Phật thì tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ tiêu trừ cái nghiệp của mình. Bởi vì Thầy dạy rồi thì mình phải tin Thầy. Cho nên đây cũng là một điều kiện mà mỗi đồng đạo chúng ta phải niệm Phật. Lúc nào mình quên niệm Phật, lúc nào mình yếu ớt, thì đồng đạo nhớ giùm tôi ráng niệm Phật. Mình nói mình đó, Chí Tâm ơi, mày ráng niệm Phật để tiêu trừ cái nghiệp. Cho nên nếu nói một góc độ nào đó đồng đạo à, khi mình đau ốm nha, khi mình bị tai nạn nha, nói một cách dễ hiểu nha, chúng ta khổ chừng nào chúng ta niệm Phật nhiều chừng đấy, chúng ta đau chừng nào chúng ta niệm Phật nhiều chừng đấy, chúng ta gặp cái tai nạn nhiều chừng nào chúng ta niệm Phật nhiều chừng đấy. Thì có như vậy chúng ta mới thoát khổ, chúng ta mới thoát nghiệp. Bằng như ngược lại, khi chúng ta đau chúng ta không niệm Phật mà chúng ta niệm sân, chúng ta niệm si, chúng ta trách cứ, tại sao tôi ăn chay, tôi niệm Phật mà sáng ba sáng đau, chiều bệnh, thầy này không hết, lại bác sĩ kia không xong, thì như vậy là chúng ta lại nghiệp, chồng nghiệp. Rồi khi mình bị tai nạn, bị khổ, mình không lo niệm Phật,
mình quán đầu trên, mình trách đầu dưới, tại bị thế này thế kia, thì tự chúng ta chuốc họa vào thân. Kính thưa đồng đạo, đây là một cái điều đương nhiên cuộc sống. Cho nên những cái mà tôi đưa ra, những khái niệm này, những cái tri thức này, đồng đạo nó suy nghĩ kỹ coi tụi nó đúng hay không. Thật sự cái này là tự chúng ta trói buộc mình. Mình suy nghĩ một hồi là tự mình trói mình thôi. Thật sự như tôi nói nôm na, tôi thường ví dụ mình đó bị mất một chiếc xe, đó là nghiệp đúng không? Thì mình niệm Phật đi cho nó qua. Đằng này bị mất chiếc xe xong rồi, mình rầy vợ mình đánh con mình, tại sao mà không cha không là phá cửa cẩn thận, không giữ gìn để mất chiếc xe. Vậy thì mất chiếc xe không muốn, mà muốn mất luôn cái tình cảm với vợ, cái tình cảm với con, vậy là nghiệp nó tăng nữa, đâu có hết nghiệp đâu. Chi bằng chúng ta an phận, mình biết rồi, cho nên hôm nay mình vui vẻ, mình niệm Phật thì coi như là chúng ta được cả đôi bờ đồng đạo. Vì vậy cho nên điều này mình phải đặt trọn niềm tin, đây là một cái điều lợi, cái điều lợi cần thiết mà Đức Thầy đã dạy ở chỗ này, đó là tu là tiêu trừ cái nghiệp trước. Rồi đồng thời cái sự chi phối thứ ba, cái sự chi phối này gần như nó đang thể hiện rất rõ rệt, đặc biệt trong nhân quả. Nếu mà chúng ta gieo ít nhưng mà hưởng thì nó nhiều, làm lành ít hưởng cái quả lành nhiều, mà chúng ta làm dữ ít nhưng mà cái quả dữ thì chúng ta hưởng cũng rất là nhiều đồng đạo. Cho nên mình phải ráng mà được hiểu này, nó ráng nè. Tôi nói ví dụ giờ này chúng ta gieo hạt ớt, thì hạt ớt này sẽ ra một cây ớt, một cây ớt này sẽ có nhiều nhánh ớt, mỗi nhánh ớt như vậy sẽ có nhiều trái ớt, mỗi trái ớt như vậy sẽ có trên dưới là mấy trăm hạt ớt. Rồi chẳng những một đợt bông một đợt trái, mà bẻ trái này nó lên trái khác, nó lên trái khác nữa, thì đồng đạo hình dung coi cái hạt ớt ban đầu là nhân, khi kết quả sau cùng chúng ta sẽ nhiều khủng khiếp, lên đến hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn cái hạt ớt đó đồng đạo ạ. Rồi đồng thời chúng ta gieo một hạt lúa cũng vậy, khi mình gieo một hạt lúa sẽ lên một cây lúa, và sau khi nó lớn lên nó sẽ nở thành một bụi lúa. Một bụi lúa này nó sẽ có từ 5 bông đến 10 bông đến 20 bông, tùy theo chúng ta gieo dày hoặc là gieo thưa. Mỗi bông như vậy ít nhất cũng 50 hạt, nếu lúa trúng đến cả 100 hạt, 200 hạt. Vậy thì một hạt lúa ban đầu mà chúng ta nhân ra số lượng bông, nhân ra số lượng cây, thì lúc bây giờ đồng đạo hình dung khoảng là một hạt nó lên mấy trăm hạt, hàng nghìn hạt. Như vậy thì đây là cái điều kiện mà chúng ta cần phải hiểu. Vì vậy cho nên trong Pháp Vũ Đàn Kinh, Đức Lục Tổ Ba Dịch đã dạy rất rõ là xuân một hạt thóc gieo, thu gặt nghìn thóc mễ, người đời tạo dữ lành, quả phúc y như thế. Kính thưa đồng đạo, vì vậy cho nên giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải cẩn thận, tuyệt đối chúng ta không làm ác quý vị. Cho nên nếu chúng ta làm ác, dầu đằng ác rất là nhỏ, nhưng mà cái quả nó rất là lớn. Và Đức Thầy đã dạy rất rõ là làm ác đức nhiều điều quanh quẩn, như là như gà cò ăn bẩn có xây. Đức Thầy đem hình ảnh con gà cò để Đức Thầy cho chúng ta biết đó là thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tạo dưỡng lý trị, tức là thiện ác nó đi vòng, nó đáo đầu nó trở lại chúng ta, và khi mà chúng ta gieo thì ít nhưng mà cái quả thì chúng ta hưởng rất là nhiều. Cho nên đồng đạo nhớ không, cái trường hợp của tại sao trường hợp của Vua Lương Võ Đế mà Đức Thầy dạy rất rõ là nhớ thở trước Vua Lương Võ Đế tạo trụ trì khắp nước tu hành, đến chừng sau ngạ tử đại thành Phật Bất Cư Vì Tâm Còn Ác, thì lúc bây giờ theo chí công hòa thượng thì ông cho biết rất rõ sở dĩ mà ông Lương Võ Đế ông tạo trụ trì cho mọi người tu là có phước chứ, nhưng mà tại sao đến cái giờ phút cuối cùng ông phải chết trên thành cao. Cho nên chí công hòa thượng mà soi căn cho biết rằng ở tiền kiếp ông Lương Võ Đế là một vị tiều phu đi đống củi, nhưng mà ngày nào cũng đem một cái gói cơm để trên cái vồ đá chưa để ăn, nhưng mà không ngờ 3 ngày liên tục như vậy thì gói cơm không cánh mà bay. Đến ngày thứ 4 giận quá, bữa nay là để gói cơm đó rình coi ai là kẻ đạo tặc gói cơm này, thì không ngờ rình một chút thấy con khỉ lại ôm gói cơm nó đi. Cho nên ông nói rồi, như vậy là con khỉ này đây là phải nói một tên đạo tặc, mấy ngày nay tao chết đói là tại mày. Lúc giờ giận à, sung si à, nổi giận. Cho nên cái giận đó đồng đạo,
nghiệp nó tăng gấp 10, gấp trăm nha. Mà nếu chúng ta không giận á, mà chúng ta lỡ có giết á, nghiệp không có nhiều. Mà chúng ta giận lên á, là nghiệp dữ lắm đồng đạo. Vì cái tâm tức giận mấy ngày nay đói giận lắm, mới là truy tùng, truy cùng với tiệm. Thì lúc bây giờ con khỉ hơn cái đường chạy, mà con khỉ nó cũng tham nữa. Phải mình bỏ gói cơm, mình chạy lên cây thì ông đâu có giết được. Đằng này cũng còn tham gói cơm, chạy mà ôm gói cơm. Con khỉ ôm gói cơm mà chạy đâu có kịp mình. Cho nên lúc bây giờ đuổi vào trong một cái hang, nó chui vô hang. Thì lúc bây giờ lão tỳ phu nó rồi, nhà ngươi vào đây, ngươi ăn hết gói cơm này rồi, coi như là chết luôn trong hang không hang ách. Lấy đá ém cái hang lại. Như vậy ở tiền kiếp giết có con khỉ đúng không? Cái nghiệp đâu có lớn, tức là gieo cái nhân rất là nhỏ với con khỉ. Nhưng mà kiếp tương lai phải trả là cái mạng của ông vua đồng đạo. Tức là mạng con khỉ đổi mạng ông vua đó. Đồng đạo hình dung không? Gieo, mình gieo rất ít thôi. Giết con khỉ mà quan kiếp sau là phải gieo đền mạng của ông vua. Từ đó mà nó suy ra nè. Hồi đó giờ khi chưa tu đó, tôi bảy vị mà nếu mà giết mà sinh mạng đó, hàng vạn, hàng vạn con chứ đừng có một con, phải không? Mà nếu mà theo cái kiểu này đó, đó là chả biết chừng nào hết đồng đạo. Cho nên chúng ta ráng nghe, ráng nhớ cái tiêu trừ cái nghiệp hồi nãy. Mình ráng giữ giới, mình ráng niệm Phật. Bởi vì giết có con khỉ mà đền mạng cả ông vua đó, chúng ta thấy nó lớn cả đó đồng đạo. Rồi đồng thời cái người làm lành thì ít, mà cái người hưởng được quả lành rất là nhiều. Mà Đức Thầy dạy rất rõ là ta bây giờ tu niệm tầm thường hoặc là tu hành đâu có tốn xu mà sao thoát khỏi lão tù thế gian. Hoặc là ta bây giờ tu niệm tầm thường sao danh thể sườn khắp chỗ. Thì giờ này mình tu phải nói gọn là quá tầm thường, đâu có tốn kém gì đâu. Chúng ta chẳng những tu không tốn xu mà tu còn lời xu đồng đập, phải không? Bởi vì nếu mình không tu thì lúc bây giờ chúng ta trong nhà nó lu bu dữ lắm, đủ thứ chuyện hết trơn á. Rồi từ chỗ lu bu này nè, nó làm cho gia đình chúng ta khánh kiệt. Thì lúc bây giờ mình hao tốn rất là nhiều. Rồi nhờ tu mà chúng ta cần kiệm sốt sắng lo làm ăn, phải lời xu đồng đập. Nhờ chúng ta tu không có tốn xu, mình còn lời xu nữa. Rồi hồi đó mình ăn xài cờ bạc, còn giờ này mình đâu ăn xài, ăn chay không à. Cho nên lúc bây giờ người tín đồ Phật giáo và hảo hỏi cái tu sao không giàu đồng đạo. Mình tu đúng đi đồng đạo, thấy rất là rõ đó, mình sẽ giàu có đồng đạo à. Điều này mình đã trải nghiệm rồi. Bởi vì thật sự khi một người tu mà giữ giới luật rồi đó, chúng ta hàng ngày chúng ta ít có tiêu lắm. Mình chỉ làm ra tiền nhưng mà ít có tiêu tiền. Có tiêu đi chăng là chúng ta làm từ thiện thôi. Cho nên người tín đồ Phật giáo hỏi chúng ta giàu là như vậy. Như vậy thì rõ ràng chúng ta gieo cái nhân thì rất là ít, nhưng mà cái quả chúng ta hưởng mà Đức Thầy dùng là sao danh thể xả hương khắp chốn. Chỉ cần đắc đạo đi thì tất cả cái quả địa cầu này, cái hương thơm của chúng ta nó bay đi khắp nơi hay đồng đạo. Hoặc giả Đức Thầy rất rõ rồi, tu hành đâu có tốn xu mà sao thoát khỏi lâu tù thế gian. Chúng ta chỉ hy sinh tu cái một kiếp này thôi, nhưng mà cuối cùng sau này thì chúng ta sẽ được về với Phật, sẽ ra khỏi cái cảnh phải nói gọn là sanh tử luân hồi. Chúng ta được về cực lạc. Thì rõ ràng đây là cái điều rất là lợi. Cũng giống như ông lão tỳ phu hồi nãy các bạn, ở tiền kiếp có làm gì nhiều đâu. Rồi lúc bây giờ tại sao mà kiếp này em được làm vua? Thì lúc bây giờ Chí Công Hòa Thượng cho biết rằng ở tiền kiếp của cái vị tỳ phu hồi nãy đó, cái vị mà tỳ phu mà giết cái con khỉ hồi nãy, thì đây là ác, nhưng mà cũng có làm lành. Giết con khỉ là làm ác, đền mạng ông vua. Còn làm lành đó thì lúc bây giờ ông thấy một cái tượng Phật đang nằm trơ trẽn giữa nắng trơn như vậy, trên đường đốn củi, thấy cái tượng Phật như vậy, động cái lòng từ tâm, lấy cái nón lá đầu của mình xuống đội tượng Phật. Thà mình đậu đồ trần, lấy cái nón đậu cho ông Phật. Quý vị thấy chuyện này có phước gì đâu. Mình nghĩ là bình thường, giống như là cái lòng tự ý của mình thôi. Nhưng mà không ngờ đó, cái hành động rất là nhỏ, lấy cái nón lá đội lên cái tượng Phật, mà không ngờ đến kiếp sau đó cái phước làm vua là nó lớn như vậy đó. Làm lành thì ít nhưng mà phước rất là nhiều. Phải chia tiền kiếp mà đừng có giết con khỉ thì ông vua đâu có chết, phải không đồng đạo? Cho nên ở đây muốn nói là giữa lành và dữ, hai cái này nó đi đôi với nhau trong cuộc sống chúng ta. Vì vậy cho nên cái hiểu điều kiện này thì giờ này Đức Thầy cũng dạy rất là rõ. Đức Thầy cho chúng ta biết rằng kỳ xả tội nó còn một lúc sau chẳng tu đã có mượn nhờ. Cho nên chúng ta sống trong thời kỳ này là thời kỳ xả tội. Và Đức Thầy xác định là còn một thời gian thôi, không còn dài. Mình phải tận dụng thời gian này
để mình làm từ thiện, để bù qua cái làm ác của mình nó nhiều đời nhiều kiếp đồng đạo. Cho nên cái việc tu hành của chúng ta giờ này nó có rất là nhiều cái điều lợi khi mình hiểu về cái vấn đề này, và đồng thời chúng ta cũng không dám làm ác. Rồi cái tiếp theo nữa, cái chi phối tiếp theo nữa, thì trong luật nhân quả có một cái quy luật nữa, đó là nhò quả. Như vậy thì trường hợp nào mới xảy ra nhò quả? Vậy thì trường hợp một cái người bị nhò quả là cái trường hợp này là trường hợp chúng ta gần đắc đạo đồng đạo à. Cái trường hợp này là phải nói gọi là trường hợp, phải nói là mình tu quá tinh tấn, mình tu hành quá tinh tấn đi, cho nên có thể là trong một giai đoạn tới đây, thời gian tới đây, thì lúc bây giờ mình sẽ được giải thoát, gọi là nhồi quá. Cho nên hôm nay nói về nhân quả thì mỗi đồng đạo chúng ta phải hiểu luôn tính chất nhồi quả này. Để làm chi? Khi trong đời tu của mình mà mình gặp nhiều cái tai nạn đến mình quá, thì chúng ta phải liên tưởng, à đây là tôi bị nhồi quả, thì đáng lẽ ra buồn phải không? Bởi vì đùng một cái chúng ta bị nạn này chưa xong, bị nghiệp kia nó đến, bị nghiệp nọ nó khảo, thì theo tôi nghĩ rằng nếu mà không có đức nhẫn thì chúng ta sẽ không bao giờ an tâm. Nhưng mà mình hiểu được tính chất nhò quả thì mình sẽ nở nụ cười thật tươi. Để chi? Để đón nhận. Mình biết rằng mình sắp sửa rời khỏi cái cõi ta bà thống khổ này. Đây là những cái dư nghiệp ở tiền trần, những cái dư nghiệp ở nhiều đời nhiều kiếp mà mình phải chấp nhận trả. Và lúc bấy giờ đồng đạo phải luôn luôn ghi nhớ lời Đức Thầy dạy, đó là ông nhồi quả cho người hành đạo. Lúc nguy nạn thấu chí cùng chăng, nếu bền lòng vị quả cao thanh, chẳng chặt dạ bỏ lăng Phật thánh, như Đức Thầy đã dạy. Còn bằng ngược lại, lúc nhồi quả này mà chúng ta lại không hiểu định lý này, không chấp nhận, không chịu đựng, thì coi như công phu tu hành cả đời của mình lúc bấy giờ đổ sông đổ biển. Bởi vì khi mình không chấp nhận thì đương nhiên trong nguồn tư tưởng mình sẽ nảy sinh ra những cái tư tưởng quán hờn, thì đó là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải tìm hiểu, để rồi chúng ta biến từ cái sự đau khổ đó trở nên thánh thiện, trở nên hạnh phúc ở nơi đáy tâm hồn của mỗi đồng đạo chúng ta. Thì đó là chúng tôi dựa trên cơ sở kinh điển và lời Đức Thầy để chúng ta bàn về một số khái nét về cái sự chi phối luật nhân quả, để chúng ta nắm vững cái cơ sở này là một động lực giúp cho chúng ta tu hành. Và đồng thời cái phần thứ ba, như lời Đức Thầy dạy là luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Cho nên hôm nay luật nhân quả không lọt một ai, cổ là xưa kim là nay. Vì vậy cho nên người tu học Phật cần hiểu về cái sự gọi là tam thế nhân quả, tức là sanh báo, rồi hiện báo, rồi hậu báo. Khi hiểu về tam thế nhân quả thì chúng ta không còn ngờ vực. Bởi vì hiện nay trong đồng đạo mình cũng có một tiểu số người còn ngờ vực. Tại sao tôi ăn chay, tôi làm lành không à, mà tôi gặp nạn này, gặp nạn kia, gặp nạn nọ. Còn anh hàng bên đó, nhà kế bên anh này không tu hành gì cả, không có chay lạc, làm ác không à, mà anh này là hạnh phúc, ít có tai nạn. Mà nếu chúng ta không hiểu về tam thế nhân quả thì chúng ta sẽ rất là ngờ vực trên đời tu của mình. Như vậy thì sự kiện đau khổ mà hôm nay chúng ta phải trả, thì sự kiện này là sự kiện chúng ta đã gieo cái nhân ở tiền kiếp đồng đạo. Cái nhân ở tiền kiếp, cho nên cổ nhân mới dạy là dục tri tiền thế nhân kiến kỳ hiện tại quả, dục tri hậu lai quả kiến kỳ hiện tại nhân. Cho nên mình biết nhân xưa mình là ai, làm cái gì, thì giờ này nhìn cái quả hiện tại. Nếu cái quả chúng ta là sung sướng, hạnh phúc, biết đạo, tu hành, không có sự cản trở, thì mình biết là ở kiếp trước mình có tu rồi, mình làm lành. Còn bằng ngược lại, giờ này mình đang khổ, mình đang khổ, đang gặp chồng, gặp vợ, gặp con, gặp hàng xóm, gặp dòng họ, rồi gặp tai nạn, làm ăn mất mùa, vân vân, nợ nặng nó bao vây. Thì lúc bây giờ mình biết, à, như vậy là tiền kiếp mình không có tu, mình thiếu nợ người ta, kiếp này người ta đòi mình. Rồi hơn thế nữa, để biết được rằng tương lai này mình thành cái gì, mình được về đâu, có phước hay vô phước, lên thiên đàng hay xuống địa ngục, thì đồng đạo chúng ta hãy nhìn cái nhân mà chúng ta gây tạo hàng ngày, những cái hành động trong thực tế hàng ngày, nó sẽ biểu thị cho chúng ta biết rằng tương lai mình sẽ như thế nào. Như Đức Thầy đã dạy là mê muội ác hung, thì đương nhiên là về địa ngục rồi. Còn Đức Thầy dạy thêm là hiền lành nhắm mắt thì thấy non tiếng. Nếu như trong cõi đời này chúng ta hung dữ, mình mê tín, dị đoan mê tín, chúng ta không tin vào thần quyền, thì lúc bây giờ tương lai là chúng ta về địa ngục, đó là đương nhiên. Rồi đồng thời hiện tại này chúng ta làm hiền,
Chúng ta làm lành thì đương nhiên mình được đi lên rồi. Như Đức Thầy dạy rất rõ là phước nhiều tiến cảnh lên rạng, hay hoặc giả là tội nhiều xa độ nhiều ngày thảm thơi. Đây là hai phương diện lên và xuống trong tinh thần nhân quả. Chỉ cần chúng ta nhìn cái nhân hiện tại thì chúng ta có thể định hình được cái tương lai của mình. Kính thưa đồng đạo, vì vậy cho nên về định lý nhân quả này, cái thứ nhất trong tam thế nhân quả gọi là sanh báo. Như vậy thì sanh báo là gì? Tức là khi sinh ra thì chúng ta đã bị báo ứng ngay. Cho nên cũng có những cái chúng ta không có gieo ác ở tại đây, nhưng mà sinh ra là bị báo ứng. Thì câu trả lời ở đây thì quý vị thấy có những đứa bé nó mới sinh ra trong bụng mẹ, nhưng mà khi lọt lòng mẹ sống rồi nó bị dị tật, hoặc giả là khi nó lớn lên 1 tuổi 2 tuổi bị những cái căn bệnh hiểm nghèo, rồi cuối cùng nó phải chết yểu. Vậy thì đứa bé này từ khi sinh ra hoặc giả ở trong bụng mẹ nó đâu có làm ác gì đâu, đâu có hại ai đâu đồng đạo, mà khi sinh ra là tứ chi nó không đủ đâu, hoặc giả nó có những cái bệnh bẩm sinh rồi thì rõ ràng đâu có làm ác đâu, thì đây là sinh báo đồng đạo. Cho nên cái sự sanh báo này thì chúng ta phải đặt trọn niềm tin, sự sanh báo này được nhân quả sắp xếp chi phối. Cho nên hôm nay chúng ta sinh ra là con của ông A, con của chị B, rồi sinh ra trong gia đình giàu sang, sinh ra trong gia đình đạo đức, sinh ra trong gia đình nghèo khổ bằng cùng, sinh ra trong gia đình bằng đinh, thì hoàn toàn đây là nhân quả chi phối. Cha mẹ chúng ta không phải đang không, không phải chúng ta lựa cha mẹ được, mà đây là gọi là sanh báo nhân quả do chúng ta tạo. Thì từ chỗ nhân quả chi phối này mà lúc bây giờ sẽ nhân quả là một vị đạo diễn để sắp xếp chúng ta phải là con của người ấy để chúng ta trả nợ nè. Cho nên khi mà mình hiểu cái này rồi thì giả sử mình sinh trong gia đình nghèo khổ, cha mẹ mình không có biết đạo thì chúng ta cũng an tâm, bởi mình biết rằng kiếp trước mình nó tệ đó đồng đạo à. Nó tệ để chúng ta cố gắng để làm sao mà ở kiếp sau, hoặc giả là trong cái thực tế tương lai kiếp này, thì mình sẽ được những cái vấn đề hanh thông ở trong cuộc sống, thì đó gọi là sanh báo. Rồi cái thứ hai nữa là hiện báo. Hiện báo đây là trong một kiếp này sẽ kết thúc giữa nhân và quả. Và đồng thời hiện báo đây thì giờ này đã được rút ngắn lại. Như chúng tôi nói hồi nãy, ngày xưa chúng ta trồng một cái xoài, một cái ổi phải 5-7 năm mới có ăn. Còn giờ này chúng ta trồng như vậy chỉ cần 1 năm 2 năm là chúng ta được thu hoạch rồi. Thì đây cũng là hiện báo. Mà điều này Đức Thầy dạy ở hai chỗ. Một chỗ là đời xưa quả báo thì chạy, đời nay quả báo một cái nhãn tiền. Rồi chỗ thứ hai nữa Thầy dạy là luật trời báo ứng nhãn tiền khắp trong trần hạ đảo quyền từ đây. Tại sao ngày xưa luật trời báo ứng nó lâu, còn giờ này luật trời báo ứng ngay trước mắt, nhãn tiền là trước mắt? Bởi vì ngày xưa cái thời gian nó còn dài, như mình nói hồi nãy tượng pháp và chánh pháp chẳng còn dài, còn mình ở trong thời kỳ này là thời kỳ mạt pháp, cho nên thời gian rút ngắn lại. Đây đến cái ngày mà quả địa cầu này theo một cái quy luật đó nó bị tiêu diệt đó, thì nhân quả phải giải quyết cho xong từ đây đến cái ngày tiêu diệt, phải không đồng đạo? Cho nên từ đó Đức Thầy mới đưa ra luật trời bớt nhãn tiền. Luật trời giờ này nó thay đổi rồi, mình phải nhận định. Thì sự thay đổi này chúng ta thấy hằng hữu trong cuộc sống. Cho nên giờ này đồng đạo chúng ta suy nghĩ trong thực tế, mình thấy rất rõ những cái mẫu chuyện nhan nhản ngoài dạ vả sử, như là Thật Sanh Lý Thông nè, là Lưu Bình Dương Lễ nè, hoặc là mẫu chuyện ăn khế trả phạt, thì rõ ràng đây là nhân quả báo ứng trong cuộc đời của mình đồng đạo à. Trong thực tế cuộc đời của mình đây là hiện báo. Chúng ta làm cái gì báo ứng y cái đó. Và đồng thời hôm nay chúng ta là người tu cũng vậy. Trong cái cuộc đời sống của mình thì thật sự hôm nay nó sẽ tương ứng, nhân và quả sẽ tương ứng với trong cuộc sống chúng ta. Khi mà mình có một cái cách nhìn, phải nói gọn là có một cái cách nhìn thấu đáo một chút, thì chúng ta sẽ cảm nhận được điều này. Và cái thứ ba nữa trong tam thế nhân quả đó là hậu báo. Có nghĩa là hậu báo là sau này chúng ta được hưởng, bây giờ không hưởng. Có nghĩa là kiếp này chúng ta làm mà kiếp sau thì chúng ta mới hưởng. Đó gọi là hậu báo đồng đạo. Tôi nói ví dụ giờ này chúng ta tu thì thật sự trong kiếp này nếu mà nói hưởng cái quả vị giải thoát thì rất là khó. Cho nên người tu chúng ta, cái quan trọng là đồng đạo phải hiểu ở chỗ hậu báo. Có nghĩa là tương lai sẽ được báo ứng. Giờ này chúng ta tu đi thì đương nhiên Đức Thầy dạy như mình nhắc hồi nãy, chúng ta ráng tu hành thì khi chúng ta nhắm mắt, cái linh hồn mình mới được gặp Thầy, cái linh hồn mình mới được về một thế giới an lưỡng, an dưỡng. Cho nên Đức Thầy dạy là về cực lạc thảnh thơi an dưỡng, ấy là ngày ban thưởng công tu.
Như vậy thì chừng nào về cực lạc chúng ta mới hưởng, mà ngày nào về thì phải chăng ngày chúng ta bỏ xác. Mình bỏ xác mới được về cực lạc. Còn nếu còn cái xác này, còn hơi thở này, còn cái thân quyển giả này, nếu chúng ta hưởng cực lạc thì chăng là cực lạc tại tâm, cực lạc trong tâm của mình, cho chúng ta không bao giờ về cái cảnh cực lạc. Mà Đức Thầy dạy là cảnh Tây Thiên Báu Ngọc Đại Lầu, ráng tu tịnh tìm nơi an dưỡng, thì cảnh đó chúng ta bỏ xác này mới được về. Mình phải nhớ. Vì vậy nên hiểu được hậu báo, thì lúc bây giờ đồng đạo chúng ta sẽ không còn ngờ Phật. Mình hết ngờ Phật rồi, mình chỉ còn là ráng tu, ráng công phu hành đạo, ráng làm lành, ráng giữ giới, ráng niệm Phật. Chúng ta đừng nghĩ đến kết quả của nó, bởi vì kết quả được hiển bày. Cái sự làm lành lắm giữ của mình thì đương nhiên kết quả không có tệ. Chúng ta dùng từ không có tệ đi, nó đắc đạo, mình không dám nói. Rồi giờ này mình ăn chay, mình niệm Phật, thì đương nhiên hàng ngày chúng ta nhớ Phật cái được thành Phật. Mình ăn chay, ăn đồ lành thì chúng ta về cảnh lành. Mà Đức Thầy dạy là trồng cây lành vị quả thơm tho, tùy không thấy mà sao chẳng mắt, kính thưa đồng đạo. Vì vậy cho nên mình phải đặt trọn niềm tin như vậy, để chúng ta cố gắng thực thi trong cuộc đời của mình. Nhất định chúng ta, nhất định là chúng ta không làm dữ, mình nhất định sẽ làm lành. Và đồng thời khi mà hiểu về tam thế nhân quả, cũng như cái sự chi phối luật nhân quả, thì giờ này mỗi đồng đạo chúng ta, theo tôi nghĩ rằng mình không dám làm ác rồi. Hồi nãy chưa hiểu thì mình không nắm vững, còn giờ này khi chúng ta hiểu rồi thì đương nhiên chúng ta cố gắng làm lành. Và sự làm lành này cũng được cái quả vị cao, thì mình phải khuyến tấn cho mọi người làm lành đúng như mình. Mà nếu muốn khuyến tấn cho mọi người làm lành đúng như mình thì không phải là điều dễ đồng đạo. Quý vị còn nhớ không, Đức Thầy chúng ta với những cái hoài bão ước mong, ước mơ cho được đại đồng tràn trề khắp cả lạc hồng thánh thơi. Đức Thầy chúng ta dạy rất rõ là viết một ngọn lưỡi này một tấc đem đạo lành ban rãi nơi nơi, mãn trờ trong bá tánh thảnh thơi khắp bốn biển liên dây hòa hảo. Đức Thầy muốn cả thế giới loài người đều làm lành, đều làm lành lánh dữ. Cho nên Đức Thầy mới khẳng định với một cái sự ước mơ của Ngài, biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng đưa nhân loại đi vào hạnh phúc. Vì vậy cho nên cái sự kiện này, nếu như chúng ta đáp ứng được cái nguyện vọng Đức Thầy, thì giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải cố gắng cái sự làm lành lánh dữ của mình. Đó là chúng ta đã góp phần đem cái đạo của Thầy được ban rãi khắp nơi nơi. Và một điều tối cần hơn nữa, muốn được đem đạo Đức Thầy ban rãi khắp nơi nơi, thì mỗi đồng đạo chúng ta phải giảng giải đạo Phật cho đại chúng nghe, hoặc giả mở trường dạy đạo Phật. Cho nên giờ này mỗi chúng ta là những hạt nhân, mình là một hạt nhân để phát dương cái nền đạo, chẳng những ở trong địa bàn chúng ta mà còn rộng khắp trong đất nước, rồi luôn cả trong thế giới. Như lời Đức Thầy dạy rất rõ, Đức Thầy cho biết rất rõ là ước mơ thế giới lân hoàn hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười, kính thưa đồng đạo. Thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc, bởi vì thời gian hết rồi đồng đạo. Thì nãy giờ cũng cố gắng trình bày cũng trên dưới 1 tiếng 15 phút. Thì đến đây chúng tôi cũng đã làm xong cái nhiệm vụ của mình trong cái phiên thuyết giảng tại đây, để trình bày qua một cái chuyên đề, tức là về nhân quả. Thì trong cái quá trình chia sẻ, không sao tránh khỏi những sơ sót, cũng ngưỡng mong với đồng đạo niệm tình lượng thứ và một biết thêm. Thì cuối cùng, trước khi rõ diễn đàn, thì chúng tôi cũng hết sức là cảm ơn ban tổ chức đã sắp xếp có lời mời, cho nên chúng tôi mới về đây để làm nhiệm vụ của mình. Cảm ơn tất cả quý ban thị sự xa gần quan lâm về đây để hộ pháp trong cái ngày thuyết giảng hôm nay. Và cuối cùng, tất cả đồng đạo chúng ta cố gắng tin sâu vào luật nhân quả như lời Đức Thầy đã dạy, đó là kiếm huệ dứt xong rồi quả báo, lo gì cửa Phật chẳng chen vào. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.